Theo bản tin dự báo mới nhất về tình hình khí tượng thủy văn, trong những tháng tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện tại, hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính nhưng nghiêng dần về pha lạnh. Điều này đồng nghĩa với việc từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Đối với không khí lạnh, có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 và gây ra các đợt rét đậm rét hại. Hiện tượng rét đậm rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian trên.